lần đầu tiên thì anh ra vùng đất Quy Nhơn này. Đến đây dự cái sự kiện của dự án Simra hay. Anh thấy sự kiện hôm nay rất là náo nhiệt. Thì nói chung là thấy là rất nhộn nhịp. Thứ hai là long trọng và hoành tráng. Chỉnh chu. Tôi thấy rất là phấn khởi. Thì anh đầu tiên là anh ngạc nhiên và sau đó anh cũng thấy rất là hào hứng khi mà cái chương trình được tổ chức rất là trọng đại và rất là hấp dẫn. Mình thì cũng đi dự nhiều cái sự kiện nó kiểu như vậy rồi, nhưng mà hôm nay mình thấy là rất là chuyên nghiệp. Làm cho người ta ai cũng phải hứng thú để tới cái sự kiện này. Thì thấy rất đông khách hàng đến tham dự cái buổi hôm nay. Và làm cho mọi người rất là cuốn hút vô cái sản phẩm gì nó lần đầu có mặt ở đây. Ở Quy Nhơn thì trong những năm gần đây là mình có đến rất là nhiều lần để công tác, để đi du lịch. Thì mình thấy là Quy Nhơn nó phát triển hàng ngày, từ đời sống người dân, rồi du lịch, rồi bên cạnh đó là cái bất động sản. Cái dự án này thì ấn tượng. Bây giờ thì cuộc sống bây giờ nó chật chội, xô bồ, bụi bặm, cho nên vị trí này chị thấy quá là tốt. Và những cái nội thất ở trong á, chị được giới thiệu sale rất kỹ, cho nên chị thấy nội thất nó có vẻ sang trọng lắm. Là một dạng rất là đặc cấp, dành cho thượng lưu. Cái quan trọng là những cái tiện ích và những cái ưu đãi. Nói chung là chị quan tâm về việc là sau khi bàn giao, khu vực ở xung quanh, vị trí đắc địa. Ấn tượng nhất đó là phần pháp lý, bởi vì mỗi dự án làm thì ai cũng có một cách PR riêng đó, và chủ yếu là về cái công trình nó như thế nào thôi, nhưng ở đây mình đưa được cái phần pháp lý á, là phần đó là nếu như là một người khách hàng như chị thì rất là lo lắng, và nên khi mà được trình bày thấy nó rõ ràng mà nó an toàn như vậy á, thì mình chắc cũng an tâm để đầu tư. Để mà mình có kế hoạch mà mình đầu tư vào, mà cái túi tiền thì nó không hợp với người có thể mua được. Như nhu cầu như chị làm lương nhà bên phòng nhưng chị cũng thể mua được. Góp một cái phần vào trong cái sự phát triển của thành phố Quy Nhơn rất là nhiều. Sau khi tìm hiểu về dự án thì tôi có 5 điều rất là ấn tượng về cái dự án này. Thứ nhất là chủ đầu tư là một chủ đầu tư rất là nghiêm túc, rất là có tâm huyết và rất có chiều sâu dành cho người tiêu dùng và dành cho cư dân. Cái điều thứ hai là các công ty thiết kế tư vấn rất là chuyên nghiệp để đưa ra các giải pháp, và khi mà nhìn vào dự án thì chúng ta thấy là vừa có khu căn hộ này, vừa có khu thương mại này, vừa có khu văn phòng này, vừa có khu trò chơi. Một cái điều thứ ba nữa là tất cả nguyên vật liệu ở đây đều là cái thương hiệu châu Âu rất là nổi tiếng. Và cái cuối cùng là các dịch vụ và cam kết của các partner đối với chủ đầu tư thì tôi rất là ấn tượng về cái dự án này. Một cái dự án tốt như vậy thì nếu như anh không có đầu tư vào thì anh cũng giới thiệu cho những bạn bè của anh, những người mà rất là hứng thú với những cái kiểu những dự án như vậy. Sau buổi lễ công bố dự án này, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành công tác mời thầu để lựa chọn được đơn vị tổng thầu thi công gói nhà chính. Đơn vị tổng thầu đối tác của chúng tôi sẽ là những công ty xây dựng hàng đầu ở Việt Nam, chuyên về lĩnh vực xây dựng dân dụng, nhà ở cao tầng, đặc biệt là các dự án chung cư, hạng sang, đẳng cấp. Sau đó chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện công tác đàm phán hợp đồng với các đơn vị cung cấp phần thiết bị, nội thất để mang đến một chất lượng cao nhất, một trải nghiệm sống mới cho người dân của thành phố Quy Nhơn. Chúng tôi hy vọng rằng sau 30 tháng kể từ thời điểm này, chúng tôi có thể bàn giao nhà ở hơn 626 căn hộ hạng sang cho khách hàng của dự án Simona Hay tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp.